Khoảng 19 giờ 30 hàng ngày, tổ đội bắt chó thả rông phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Lồng giữ chó và các dụng cụ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Trước khi tham gia thực hiện nhiệm vụ, các thành viên đều được hỗ trợ tiêm phòng dại và được hướng dẫn kinh nghiệm xử lý để tránh bị chó cắn. Chỉ sau 10 phút lên đường, đội đã phát hiện được một chú chó được chủ thả rông trên đường và nhanh gọn thu giữ chú chó vào lồng. Một giờ đồng hồ sau, đội lại phát hiện chú chó thứ hai. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ chú chó này khá vất vả khi người chủ ra sức ngăn cản tổ đội làm nhiệm vụ. Sau khi được trấn an và thuyết phục, người chủ đã đồng ý cho tổ đội đưa chó về phường. Đang mùa dịch này, những con chó nó thả rông nó cắn trẻ em rất là nguy hiểm. Chủ chó thì bây giờ mình cứ phải nói là người ta sẽ có sự phản ứng. Nhưng mà đầu tiên bây giờ cũng phải có tiêm phòng dịch bệnh, giấy các thứ mang lên ủy ban phường thì lại giả chó về bình thường thôi. Đội của chúng tôi được thành lập được khoảng 3 năm nay, ít nhất là 1 đến 2 lần trong tuần. Chúng tôi vẫn cứ kiên quyết tiến hành xử lý các cái trường hợp không dọa mõm và không có xích. Mỗi một con chó mà thả rông như vậy thì sẽ phải phạt 1,5 triệu và còn kèm theo phải mang cái giấy chứng nhận đã tiêm chủng. Nếu không có giấy đó thì chúng tôi phạt thêm 1,5 triệu nữa. Trong thời gian 48 tiếng mà không có chủ đến nhận ấy, thì chúng tôi sẽ đưa các cái con chó này về các cái nơi chăm sóc động vật. Phường Kim Giang là một trong hai phường đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thành lập đội bắt chó thả rông gồm 7 thành viên, mỗi tuần đội thường đi tuần tra bắt chó 2 buổi. Được biết, trong vòng 48 tiếng, nếu không có người đến nhận, các chú chó sẽ được đưa lên viện chăm sóc bảo vệ vật nuôi ở Thiên đường Bảo Sơn.